vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lời Trịnh Cung, ca khúc Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu và tiếng hát của anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Chúc mừng Đại Nghĩa. Anh có thấy anh Chiến Thắng say sưa không? Có em ơi, bởi vì anh ấy không phải đang hát mà anh ấy đang tâm tình, anh ấy đang thủ thỉ tâm sự cho chúng ta nghe. Và đó là cái cách hát của những người từng trải. Có thể không phải là trau chuốt về mặt kỹ thuật, nhưng mà về mặt cảm xúc, như anh ấy đang tự sự kể cho mọi người nghe cái câu chuyện của mình vậy đó. Và cái cách đó là cái cách mà nó dễ đi vào trái tim của người nghe. Và anh rất là thích cái cách của anh ấy hát. Xin cảm ơn anh Đại Nghĩa. Thật ra thì Khanh có một cái may mắn được làm việc cùng với anh Chiến Thắng trong một chương trình rồi. Và ngày hôm nay khi mà thấy anh xuất hiện trong chương trình này, Khanh cũng thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì lần đầu tiên được nghe anh Thắng hát. Anh có thể chia sẻ một cái cơ duyên nào đến với chương trình không? Thì có người rủ đi là Khăn Gói vào Sài Gòn đi hát liền, thì cũng qua vòng casting, cũng xếp hàng như tất cả mọi người. Hát xong rồi thì có anh đạo diễn mà còn già hơn tôi nữa mà lại gọi tôi là anh. Anh ơi, mời anh ngày này vào Sài Gòn với chúng tôi. Thì đặt vé và đi. Đi casting là nó đông nườm nượp như xếp hàng mậu dịch ngày xưa ấy. Dạ, rồi đó là cơ duyên anh đến với sàn chiến giọng hát đúng không? Bây giờ anh Thắng bắt đầu chia sẻ về ba dữ kiện đi. Dạ, mời anh. Dốt thì thứ nhất là tôi dốt nhạc lắm. Cha mẹ cho đi học, nhưng mà được học và học được là hai cái việc nó không liên quan đến nhau. Tức là âm nhạc nó biết tôi chứ tôi có biết âm nhạc đâu. Cái dữ kiện thứ hai là 85. Thực ra là chơi chữ. Là vì thế này. Em nhảy trường vơ chút xíu nhỉ? Rồi. Ở quê nhà em ý, người ta giận hờn thì nung tung và vui buồn thì nẫn nộn. Thế cho nên 85 nó sẽ đọc thành 85. 85 chơi chữ vậy đó. Như kiểu tụi mình chào nhau trên Facebook Messenger là thay vì hai viết HI thì viết mỗi con số 2 thôi là đủ hiểu chào nhau rồi. Đó, 85. Là 85 là vì 8 năm nay thì thưa quý vị, chúng tôi có một ban nhạc và một ban hợp ca. Bắt đầu từ những công việc thiện nguyện, đi hát, xin tiền cho các sơ trong các cô nhi viện. Rồi lũ lụt cái gì là kêu nhau cắp quần cắp áo đi hát xin tiền ở phòng trà liền. Và 8 năm qua thì anh chị em chúng tôi chỉ hát một chỗ và chỉ hát vào tối thứ tư hàng tuần. Trong 8 năm trời liên tiếp kiên trì như vậy, không cần biết rằng mình có được coi là ca sĩ hay không, không cần biết người ta có thương mình hay không, cứ hát đã, hát rồi khắc có người thương. Như những gì đêm nay chúng tôi đang dành cho anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dữ kiện còn lại, Sơn ca 7. Dạ, Sơn ca 7 thì thế này. Cái năm 12 tuổi thì cha tôi mua được một cái cuốn cassette mà nó bong trong, nó không có list bài, không có bìa băng gì hết. Tôi nghe tất cả những bài hát của ông Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Tôi không biết bà là Khánh Ly. Tôi không biết nhạc sĩ sáng tác tên là Trịnh Công Sơn. Tôi không biết gì hết bởi vì mới có 12 tuổi. Một thằng bé 12 tuổi phải nghe lỏm cái cassette đó, nghe lén khi ba đi làm. Vì là con nít không được nghe nhạc người lớn, điều đó là đương nhiên. Thì đấy là cái tác hại đầu tiên mà băng Sơn ca 7 in dấu trên trí nhớ của một thằng bé 12 tuổi. Dạ chưa hết. Dạ chưa hết. 16, 17 tuổi thì tôi thuộc toàn bộ tất cả các bài trong cuốn băng Sơn ca 7 đó. Tôi thuộc, tôi hát nghêu ngao suốt ngày. Và tôi nghĩ tôi hát hay lắm. Tôi hát có thua Khánh Ly thì thua một chút xíu thôi. Chứ nào ngờ đâu rằng có những cái bài hát mình đi theo cả cuộc đời mà còn không hát được, không chạm tới được cái bài hát đó cơ. Nó còn kiêu hãnh và chảnh hơn cả tình yêu nữa cơ. Yêu thì đẹp trai không bằng trai mặt, cưa mãi rồi thì cũng đổ. Chứ còn có những bài hát hát cả đời không ra. Quá tuyệt vời.